Thế giới Mushoku Tensei tồn tại rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống, trong đó nhân tộc và ma tộc đã rất nhiều lần gây chiến với nhau. Cuộc chiến đã nổ ra, nhân tộc giành chiến thắng, ma tộc bị đuổi về ma giới. Thế nhưng cuộc sống bình yên không kéo dài được bao lâu thì Laplace xuất hiện. Thống lãnh ma tộc phát động đại chiến ma nhân lần thứ hai. Nhân tộc đã triệu tập 7 vị anh hùng để chiến đấu với Laplace. Kết quả là đã phong ấn thành công Laplace, nhưng cái giá phải trả là 4 vị anh hùng đã tuyệt mạng. 3 vị anh hùng còn sống sót bao gồm Long Thần Aztec, Bác Thần Kaman và thủ lĩnh rồng Perugius được tôn thờ với danh hiệu Tam Hùng Diệt Ma. Sau khi dính vào tai nạn ma thuật, Rodeus và Eris bị dịch chuyển đến vùng đông bắc ma đại lục Bigoya. Dưới sự mách bảo của nhân thần Hitogami, hãy đặt niềm tin vào người đã cứu mình, đó là Rujek, một tộc nhân Superdia. Dù không tin tưởng tên nhân thần này lắm, nhưng Rodeus không cần cách nào khác là đặt niềm tin vào Rujek. Rujek hứa sẽ giúp cho Rodeus và Eris an toàn quay trở về quê hương. Còn Rodeus hứa rằng sẽ xóa đi vết nhơ lịch sử nửa sự ám ảnh mang tên Superdia. Và cứ thế họ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đầu tiên là đi đến làng Rikaris, sau đó vượt qua đại lục Milis để trở về đại lục trung tâm. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đây là một chặng đường rất dài và không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài việc đi bộ. Tại Rikaris, họ thành lập một nhóm thám hiểm lấy tên là Dead End đi làm nhiệm vụ để lấy tiền lộ phí. Để thân phận của mình không bị bại lộ, Rujek đã cải trang thành người của Migut. Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, Rodeus và Rujek đã nhiều lần bất đồng quan điểm, nhưng sau những lần đó họ đã hiểu nhau hơn và Dead End ngày càng trở nên gắn kết. Trước khi rời khỏi Rikaris, Rujek đã quyết định cạo đi mái tóc xanh mượt mà của mình. Eris chủ động học ma thần ngữ để thuận tiện trong việc giao tiếp. Điểm đến tiếp theo của họ là thành phố cảng của ma đại lục Whiteport. Tại đây, Rodeus đã nhận được con mắt tiên tri của ma giới nữ vương Kishirika Kishirisu. Để có thể đến được Milis, họ phải lên tàu. Tuy nhiên, chi phí lên tàu cho tộc nhân Superdia đắt gấp 400 lần người bình thường. Họ không có một số tiền lớn như thế. Rujek đã tìm thấy một tên trùm buôn lậu, ông ta đã đồng ý chở Rujek với một điều kiện. Họ phải bảo vệ các con hàng của hắn ta đến nơi an toàn. Không còn cách nào khác, Rudeus đã chấp nhận điều kiện của ông ta. Đến được Milis, Rudeus phát hiện ra nhóm buôn lậu này không chỉ buôn lậu hàng hóa, mà còn buôn bán trẻ em của bộ tộc thú nhân và thánh thú. Trong quá trình giải cứu, Rudeus bị hiểu nhầm là đồng bọn của đám buôn lậu, nên đã bị một nữ quái thú bắt đi, giam giữ tại bộ tộc quái thú. Không lâu sau đó, những kẻ buôn lậu đã đột kích vào bộ tộc thú nhân. Rudeus đã thể hiện bản lĩnh anh hùng của mình, hỗ trợ bộ tộc quái thú đứng lên đánh bại đám buôn lậu. Sau đó họ tiếp tục hành trình của mình. Điểm đến tiếp theo là Milation, thủ đô của vương quốc thánh Milis. Tại đây, Rudeus đã được đoàn tụ với cha của mình và em gái Nom sau bao năm trời xa cách. Hai cha con đã lao vào đấm nhau rất nhiệt tình, nhưng thật may là kết thúc là những giọt nước mắt. Rudeus biết được thông tin không chỉ gia đình mà cả quê hương phi toa của cậu cũng dính vào thảm họa ma thuật, nhưng cậu không thể đi tìm họ ở thời điểm hiện tại, bởi vì cậu không thể thất hứa với Rujek và Eris. Ngoài ra, đại lục trung tâm đã gần kề ngay trước mắt. Từ biệt Paul, Rodas di chuyển đến vương quốc Siron, nơi bà mẹ kế Lilia cùng với em gái cùng cha khác mẹ là Aisha đang bị bắt giữ. Rodas đã thành công giải cứu hai mẹ con, sau đó Lilia và Aisha đến Milicent tìm Paul. Rodas tiếp tục hướng đến Asura. Như vậy là hành trình 3 năm đưa Eris quay trở về quê hương đã sắp đi đến hồi kết, nhưng là kết thúc của một khởi đầu mới khó khăn hơn rất nhiều. Trên đường đến Asura, Rodas đã tình cơ chạm trán với Aztec. Aztec phát hiện ra sự tồn tại bất thường của Rodas và mối liên hệ giữa Rodas và Hitogami. Tưởng như Rodas đã chết dưới tay của Aztec, nhưng với Haki nhân vật chính, cậu đã được chính Aztec chữa lành vết thương. Long thần Aztec là một trong thất đại quyền năng. Thất đại quyền năng bao gồm kỹ thần, chiến thần, kiếm thần, bát thần, tử thần, ma thần và long thần. Còn về nhân thần thì nguồn gốc của ông ta là cả một câu chuyện dài. Mình sẽ nói kỹ hơn trong các video sau nhé. Trong quá khứ, nhân thần và long thần đã có một cuộc đụng độ. Kết quả là long thần bị tiêu diệt, nhưng trước khi bay mau, long thần đã sử dụng chút sức lực còn lại của mình để nhốt nhân thần ở bên trong thế giới hư không. Sau cuộc đụng độ với Aztec, Rodas đã hiểu hơn về sự nguy hiểm của thế giới. Trong đầu của Rodas là rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về các thế lực, về thân phận thực sự của Hitogami, về long thần Aztec. Thời điểm Dead End về đến phi toa cũng là thời điểm Rujek rời đi. Xuyên suốt cuộc hành trình với Rodas và Eris, Rujek nhận ra rất nhiều điều, vết nhơ lịch sử của Superdia dần dần được xóa bỏ xuyên suốt hành trình. Nếu như Rujek hướng đến những điều tốt đẹp thì vết nhơ đó sẽ phai màu theo năm tháng. Họ đã có một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt và không quên hàng ngày tái ngộ. Cuộc hành trình quay trở về quê hương của Rodas, Eris và Rujek đã kết thúc như thế. 3 năm là hành trình không dài nhưng cũng không hề ngắn, nhưng đủ để cho cả ba nhận ra được rất nhiều điều. Về phần Eris, sau nỗ lực chống lại Aztec trong vô vọng, sau khi biết được cha mẹ của mình đã bị dịch chuyển đến vùng đang xảy ra giao tranh và đã bỏ mạng, ông nội của Eris cũng đã bị tử hình vì phải chịu trách nhiệm cho tai nạn dịch chuyển.
Eris hiểu rằng, để có thể bảo vệ được Rhodes để đòi lại công bằng cho gia đình, để cứu lấy thành phi toa để chuẩn bị cho cuộc chiến với Aztec, Eris phải chọn một con đường riêng của mình, cùng với Gisland đến thánh địa Kim Vương để phát triển sức mạnh. Eris đã tặng cho Rhodes thứ quý giá nhất của đời người con gái. Sau khi Eris rời đi, Rhodes rơi vào trầm cảm vì tin rằng Eris không còn tình cảm với mình, tin rằng mình đã bị bất lực. Nhưng Rhodes phải tạm gác tâm sự của mình sang một bên để đi tìm mẹ của mình là Janet. Vài năm sau đó, Rhodes đã trở thành một chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành một lính đánh thuê khá nổi tiếng ở Ranoa lấy biệt hiệu là Rhodes Dumlay. Tại Ranoa, Rhodes đã gặp Elina Lai và được tiết lộ thông tin Janet vẫn còn sống và hiện tại đang bị mắc kẹt ở bên trong Mekong ở lục địa Pegorit. Elina Lai là một thành viên cũ trong nhóm của Pulse. Trên đường đi tìm kiếm Pulse đã gặp Rosie lập nhóm với Rosie. Sau khi được ma giới nữ vương tiết lộ vị trí của Rhodes và Paul, họ đã chia nhau ra hành động Rosie và Tanhan cùng với sự trợ giúp của ma giới nữ vương và Badigadi lên Pegorit để giải cứu Janet. Elina Lai đi tìm Paul và Rhodes để cập nhật tình hình. Sau đó Rhodes nhận được một lá thư từ Đại học Ma Pháp Ranoa. Cái tên Dumlay Rhodes đã được lan truyền rộng rãi. Đại học Ranoa đã mời Rhodes với tư cách là một sinh viên đặc biệt. Đứng trước hai sự lựa chọn, Rhodes vẫn nghiêng về phương án tái ngộ với Paul sau đó đi tìm Janet. Nhưng Hitogami đã xuất hiện và khuyên cậu gia nhập Đại học Ma Pháp để tìm hiểu thêm về sự cố dịch chuyển. Để phát triển sức mạnh, đây là cơ hội duy nhất. Cuối cùng Rhodes đã quyết định ghi danh vào Đại học Ma Pháp. Hai năm trước khi Rhodes gia nhập Đại học Ma Pháp, Ariel, công chúa thứ hai của vương quốc Asura cũng đã đăng ký tham gia để thoát khỏi tranh giành quyền lực của vương quốc Asura. Đi cùng với Ariel là Sylvie. Sylvie lúc này có tên là Fish là trợ lý của Ariel. Rhodes không hề nhận ra Sylvie bởi vì Sylvie lúc này đóng giả một nam sinh. Không lâu sau khi gia nhập Đại học Ma Pháp, Rhodes nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình. Dù chỉ là sinh viên năm nhất nhưng Rhodes đã đánh bại được Sylvie trong kỳ thi tuyển sinh. Tài năng của Rhodes được tất cả mọi người công nhận, lan truyền khắp nơi đến mức một nhân vật tầm cỡ như ma vương Badigadi phải trực tiếp đến học viện ma pháp để thách đấu. Ma giới nữ vương vợ của ông ta cho biết Rhodes sở hữu một lượng mana khổng lồ còn hơn cả Laplace. Badigadi ra điều kiện, nếu như Rhodes có thể sát thương được ông ta với một đòn duy nhất thì Rhodes sẽ là người chiến thắng. Không làm cho Badigadi thất vọng, Rhodes đã bắn nát toàn bộ cơ thể của ông ta. Sau sự kiện đó, Rhodes trở nên thực sự nổi tiếng. Badigadi cũng tham gia học viện với tư cách là một sinh viên danh dự. Không lâu sau đó, Nana Hoshi, cô gái tóc đen đi cùng với Aztec, người đã thuyết phục Aztec cứu mạng Rhodes, xuất hiện tại học viện ma pháp và tiết lộ thân phận của mình. Hóa ra, Nana Hoshi là cô gái bị dịch chuyển đang tìm cách để có thể quay trở lại thế giới hiện đại. Cả hai đã bắt tay nhau nghiên cứu về vòng tròn ma pháp dịch chuyển. Nhưng xem ra để có thể vẽ được vòng tròn ma thuật dịch chuyển là điều không hề dễ dàng. Họ cần phải đầu tư rất nhiều thời gian để có thể tìm ra được đáp án. Trong lúc loay hoay tìm lời giải về vòng tròn ma thuật dịch chuyển, Rhodes bất ngờ phát hiện ra Fish thực chất là con gái. Và trong quá trình hộ tống Fish đi vào rừng hái hoa, Sylvie đã tiết lộ thân phận thực sự của mình. Kết quả là như thế nào thì chắc các bạn cũng đã rõ. Video tiếp theo sẽ là các diễn biến tiếp theo về theo bản chính thức của Lenovo. Tớ là Pito. Đừng quên like video, subscribe kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Bye bye!